Xin chào mọi người, sau đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách bó hoa gấu dâu nha. Nguyên liệu của bó hoa gồm có một gấu dâu và 4 bông hoa 7 lớp nha mọi người. Đó, mọi người cố định hoa và gấu vào que tre hoặc là que gỗ cho chắc chắn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ cắm một em gấu gâu vào giữa, sau đó sẽ cắm 4 bông hoa 7 lớp xung quanh nha. Mọi người nhớ cố định gấu vào que che to cho chắc chắn, đỡ bị xoay hoặc là lệch nhé. Rồi, ok. Tiếp theo mình sẽ cắt một đoạn voan sóng tầm 15 đến 20 phân nha. Tùy mọi người có thể lấy voan sóng trắng hoặc là voan sóng đen ạ. Sau đó ốp về phía trước. Mọi người có thể thay thế voan sóng bằng mic hoặc là mic vân nha, mic thường hoặc mic vân ý ạ. Tiếp theo mình sẽ dùng một tờ giấy lót tim, giấy cứng lót tim. Đó, đặt bó hoa gấu vào giữa, sau đó đẩy giấy hai bên lần lượt từng bên vào như hình nha. Đó, đẩy hai bên vào. Nhớ là đẩy dồn giấy hai bên vào thì nó mới tạo độ phồng cho giấy nhá. Đó, thì từ giấy đằng sau nó sẽ được phồng và thẳng. Bó hoa gấu chúng ta sẽ làm bằng giấy xốp hàn nha mọi người, giấy xốp hàn đen ạ. Mình sẽ cắt đôi tờ giấy này. Sau đó chúng ta gập giấy, gập 1/3 tờ giấy nhé, 1/3 tờ giấy ốp sang bên trái và làm tương tự ở bên phải nha mọi người. Đó, chúng ta cũng giữ giấy ở giữa rồi đẩy dồn giấy hai bên vào nha. Khi chúng ta đẩy dồn giấy hai bên á, sẽ tạo cho độ phồng hai bên tay của bó hoa, nó sẽ được phồng đẹp hơn đấy mọi người. Khác hẳn hoàn toàn với nếu như mọi người ốp thẳng vào bó hoa sẽ bị óp và sẽ không được phồng nhá. Đó, mọi người quan sát kỹ video mình làm này. Đó, đẩy giấy hai bên vào cả đằng trước và đằng sau, đó sẽ tạo độ phồng của cái tai bó hoa đấy ạ. Thường sẽ quấn 3 vòng băng dính là sẽ chắc nhá, 3 đến 4 vòng băng dính tùy mọi người. Quấn 2 vòng là sẽ bị tuột đấy mọi người ạ. Tờ giấy thứ hai mình cũng cắt đôi nha. Mọi người lưu ý là giấy xốp hàn mình sẽ cắt dọc theo chiều thớ của giấy nhá, nếu không là giấy sẽ bị gãy ấy, mọi người ạ. Đó, mình sẽ gập 1/3 lên, 1/3 dưới, sau đó ốp sang bên trái bên phải, cũng giữ ở giữa và đẩy giấy hai bên này nha mọi người. Đó, giữ ở giữa rồi dồn giấy hai bên vào. Làm tương tự với tay bên phải nha. Khi kéo băng dính chúng ta nhớ rít băng dính nha. Nhớ rít băng dính thành một đường bé bé rồi mình sẽ quấn sẽ chắc hơn đấy ạ. Đó, điều chỉnh lại giấy một xíu cho hai bên nó cân nhau. Từ giấy thứ ba chúng ta sẽ cắt đôi nhưng mà sẽ cắt đôi theo thớ ngang nhé. Đó, cắt đôi theo thớ ngang. Sau đó chúng ta sẽ nhúm xếp ly hay là người ta gọi là gấp quạt đấy mọi người. Cầm ở giữa tờ giấy nhá, xong mà xếp ly gấp quạt lại. Đó, mọi người lưu ý là xếp ly càng đều càng đẹp nha mọi người, càng đều càng đẹp ạ. Đó, sau chúng ta sẽ ốp. Đó, ốp vào một bên của bó hoa này, giữ ở giữa và dí thẳng xuống nhá.
Mọi người lưu ý là đường băng dính phải quấn tất cả trên một đường nha. Không được thành hai đường hoặc ba đường băng dính thì bó hoa nó sẽ bị dài và nó sẽ không được phồng nha mọi người. Đó, mọi người chú ý cái phần kéo băng dính. Tờ thứ hai mình cũng xếp ly tương tự. Giữ ở giữa rồi đẩy giấy xuống. Đó, căn chỉnh làm sao cho giấy hai bên nó xấp xỉ bằng nhau nha mọi người. Cuối cùng chúng ta cắt băng dính rồi cố định đoạn cuối lại. Chỉnh lại giấy một xíu cho bó hoa được cân đối và đều đẹp hơn. Cuối cùng là mình cắt bớt bọ chân đi nha. Cắt bớt bọ chân bó hoa, nhìn cho bó hoa nó cân đối và đẹp ạ. Miếng xốp cắm hoa ở trong nó có hơi dài thì mình cũng cắt vào bớt miếng xốp đi nhé, cho đỡ lộ xốp ra ngoài. Nếu mà mọi người cắm bằng miếng xốp ngắn hơn nữa thì nó sẽ không bị lộ xốp, thì chúng ta không phải cắt nha. Rồi, cuối cùng là buộc nơ ạ. Nơ mình sẽ làm nơ đôi nhé, nơ hai tay nhé. Chúng ta sẽ dùng bằng duy băng voan màu hồng nhạt. Đó, cắt một đoạn duy băng, sau đó buộc lại, cuốn hai vòng về bên trái, luồn cái nơ bên phải sang bên trái và kéo là chúng ta sẽ có một cái nơ rồi. Rất là đơn giản đúng không? Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bó hoa gấu. Rất là xinh, rất là cute đúng không? Đó, rất phù hợp cho dịp lễ mùng 1 tháng 6 tặng các bạn nhỏ, các em nhỏ hoặc là tặng người yêu, rất là dễ thương, rất là cute.